Thảo luận chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 trong phiên họp thường vụ Quốc hội sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về những hạn chế tồn tại trong lĩnh vực năng lượng. Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 tại 11 tỉnh, thành phố, 10 bộ, ngành, chính phủ và 3 tập đoàn năng lượng lớn cho thấy mục tiêu bảo đảm năng lượng quốc gia đối mặt với nhiều thách thức, khả năng thiếu điện trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn là nguy cơ hiện hữu. Chính sách giá điện còn nhiều bất hợp lý về cơ cấu giá điện, chưa bảo đảm tính minh bạch. Đáng chú ý, trong 10 cuộc thanh tra có liên quan đến lĩnh vực năng lượng giai đoạn 2016-2021, đã phát hiện vi phạm về kinh tế khoảng hơn 15.000 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi cho nhà nước khoảng 1.900 tỷ đồng, xử lý về đất là 5.600 m2, kiến nghị xem xét xử lý hành chính nhiều tập thể cá nhân và chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét khoảng 23 vụ việc. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị báo cáo giám sát cần chỉ rõ hơn những sai phạm, hạn chế để có những giải pháp hiệu quả trong thời gian tới.